Rồi mùng 2 Tết tại nhà bác cao quý nha. Tại nhà bác cao quý. Mùng 2 Tết tại nhà bác cao quý. Nhà dựng một mình nha, nhà bác cao quý. Quay vào, quay cho cậu biết. Đây là bà vợ của bác Trương, Nguyễn Thị Sen. Đó. Đây là bác, đây là Dưỡng, bác cao quý. Đây là cô Nguyễn 11 nè. Đây là bác Trương nha, bác Trương Văn Tấn. Chị ca Kim Thị Kim Tiến. Đây, đây chị Tư Lửa nè. Ca thị gì à? Ca thị Kim Trang. Đây ca thị Kim Tiến. À, ca Thanh Thí nè. Ca thị Kim Trâm nè. Chị em mà khác họ nha, bà này Phạm, bà này họ Phạm, bà này họ à, ông này họ Trương nè. Rồi mấy đứa cháu nè, mấy đứa cháu nè. Mùng 2 Tết nha, mùng 2 Tết. Vô đi mấy con. Bé Phương nha, bé Phương. Áo đỏ là chị hai nha, chị ruột. À, mấy đứa cháu à. Rồi.
Sao hồi nào mấy chị là đổi đồ rồi? Bé con của Lan nè, Lan Tèo nè. Trời ơi. Qua, Lan con của Tèo Quăng nha. Đây cô hai rồi Quý. Chính Thúi với lại Tư Lửa nha. Nè Neo là em đó, Son Anderson nè, đó Son Sony nè, Annie nè. Ok. Đi. Thầy vợ của Hiền nha, Hiền Anh Phong nha. Chị Cúc nha, chị Trúc, Trúc Hùng. Quay qua đây ha, quay đây. Quay đây. Đánh bài mẹ nó rồi. Dạ chương trình lì xì á. Bye.
50. Ờ được 200 luôn. À đù. Ném chồng á bà. Khoai. Ừ 50. Ờ tăng hết cho đó phải không? 100. 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 Là Dượng, Dượng 1. Chị Thanh Thì á. Kê đó cậu công ca tôi đông chụp chết. Con nữa. Để nói với chị hai chụp trước hay là ba? Ba hay hai?
ai chút vô Facebook mà lụm nha, ai mà muốn coi chút vô Facebook mà coi nha. Trọng hết không? Ai ai nôn nha. Hôm nay là
gia đình của Dưỡng Một tập hợp chụp hình quay phim với lại lì xì. Cái Hiền nha, chút là lên Facebook thôi nha, đăng lên liền cho nóng rồi. Rồi nha anh em, kết thúc ở đây nha, trời trong quá.